Xếp hàng nào, xếp hàng đi thẳng nào. À, xong có nhận bạn kia. Rồi, mẹ kia đã nhận này. Một ăn nôn, homie nhận này. Đấy, ăn nôn là sao đây này. Đấy, ok rồi. Anh em ạ, bây giờ tôi đang có cái vấn đề nó rất là quan ngại như này. Đấy, nhà tôi thì có cái máy tính, tôi cứ đi ra đến công ty là tôi bật nó lên. Thì kiểu tức là tôi làm việc ở đây này, xong rồi thỉnh thoảng team view về đấy để xem có vấn đề gì không. Nhưng mà vì một lý do đấy, cứ khoảng tầm 1 tiếng rưỡi sau khi đi làm là máy tính nó tắt. Mà không biết là ai tắt, không biết là nào cả. Bật lên cũng hơi khó bởi vì là không có webcam online. Thế nên là bây giờ tôi đang muốn cần đầu tư một chiếc, đó chính là chiếc camera an ninh ấy, để xem là ai tắt của mình và để có thể bắt tội từng người một, đúng không? Tại vì tôi về hỏi mọi người trong nhà rồi, chối hết. Thế nên là, nhưng mà bây giờ mua một chiếc cam, đúng không? Thì sẽ có những tiêu chí gì? Với tôi này, với mình này, thì một chiếc cam cần phải nét. Bởi vì nét thì mới có thể nhìn thấy rõ được là xem là ai, đúng không? Là người nào. Bởi vì có một cái cam an ninh nhưng mà lại không nhìn thấy mặt người thì mua làm gì, đúng không? Thứ hai nữa, nó phải nhìn được trong cả tối lẫn sáng. Tức là ví dụ như là có vấn đề gì mà buổi tối thì mình vẫn nhìn được, hoặc là buổi sáng thì nó sẽ không bị chói quá và vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng của mình. Thứ ba nhá, là nó không yêu cầu phải set up quá là nhiều. Tức là nó có thể kết nối bằng LAN hoặc là Wi-Fi cũng được, mà cũng không cần phải kiểu chỉnh một đường dây line riêng các kiểu thì mới có thể bật được cái cam đấy. Nói chung là một cái giải pháp kiểu như là người chuyên cũng lắp được, mà người gà như mình chưa bao giờ lắp cam cũng lắp được. Và cuối cùng đó chính là cái khả năng để điều khiển ở bên ngoài. Bởi vì anh em biết rồi đấy, việc mà có một cái cam, đúng không, nhưng mà nó chỉ được xem nếu mà anh em đang ở trong mạng LAN nhà ấy thì dùng làm gì, đúng không? Và thế nên là mình cần một chiếc cam có thể xem được bên ngoài, và đặc biệt nếu mà có app riêng của nó ấy, thì càng tuyệt vời hơn. Thế nên bây giờ mình đang có một chiếc cam ở đây, đó chính là chiếc Hanet HA800, đúng rồi, HA800. Và cùng xem chiếc cam này có gì hay ho nhá. Ok, đây là em Hanet AI Cam Home, là tên sản phẩm. Nhưng mà mẫu mã của nó thì là mẫu mã khác anh em nhá. Bên hông thì nó ghi là đây, mã là HA800, xuất xứ tại Việt Nam anh em nhá. Xuất xứ tại Việt Nam, đơn vị sản xuất là Hanet Technology. Ok, cái này thì không cần nói làm gì. Đằng sau chúng ta sẽ có một số thông tin rất là quan trọng này. Đấy, đây, tên đây trên này sẽ là QR code để tải app Hanet Connect, sẽ có trên App Store và Google Play. Tức là anh em nào dùng Windows Phone vứt như bay màu. Bên dưới này sẽ có cái tên này chính này, với cả cái mã số của cái con này, có thể gọi là mã số đi để nói như thế. Bây giờ cùng mở hộp nhá, xem nó có cái gì. Trong này thì sẽ có là chúng ta sẽ có đầu tiên là một cái chiếc hộp đựng này. Đấy, xem như nào nhá. Hộp đựng trong này thì sẽ có một cái dây này là dây micro USB anh em ạ, hơi buồn. Tiếp theo nữa sẽ có một cái tờ thông số, một tí nữa mình đọc sau nhá. Còn đây chúng ta sẽ có, đó chính là chiếc cam của chúng ta đây. Đây là chiếc Hanet AI Cam đây. Đấy, nhìn trông rất là xịn sò và khá là hay ho. Cái em này thì sẽ có là đằng sau sẽ có cổng LAN này và đầu USB micro. Như mình đã nói rồi đấy, thì nó dùng USB mà. Và một điểm nữa đó chính là nó có thể mở cái này ra này. Và dưới đây sẽ có một nút reset và một khe cắm thẻ nhớ nữa. Nếu mà anh em không muốn sử dụng cái công nghệ cloud của Hanet, anh em có thể cắm trực tiếp vào đây và đọc trực tiếp trong này để nó lưu trữ. Và theo mình biết như là lên tới thẻ 256 gì vậy. Và đây là micro SD anh em nhé. Bây giờ thì hãy cùng xem cái thông tin thông số của này như nào đi. Mình chưa dùng bao giờ nên mình phải đọc hướng dẫn sử dụng, cái này thì chắc chắn rồi. Nếu không xem được video hãy vui lòng kiểm tra lại đường truyền internet này. Nên sử dụng các phụ kiện kèm theo hộp sản phẩm. Và tiếp theo nữa là nên kết nối với Hanet AI Cam Home vào tài khoản Hanet Connect trước khi lắp đặt vào vị trí cố định. Tức là nếu mà trước khi mình lắp vào bất kỳ chỗ nào xung quanh đấy thì mình nên, đó chính là setup tài khoản trước. Rồi, đằng sau thì sao? Đằng sau chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật này. Em này là HA800 này. Kích thước như này anh em nhìn thấy này, khối lượng 200g này, khá nhẹ này. Màu sắc trắng này, ok. Và sẽ có cảm biến là 1/2.8 inch và độ phân giải là 4 megapixel, cảm biến màu. Ok, cái mức này thì mình cũng thấy khá là ok. Và theo như mình biết ý, thì em này là quay lên tới là 2K cơ, tức là vừa đủ so với cả 4 megapixel đấy anh em ạ. Cảm biến thì sẽ có cảm biến ánh sáng này cho với cả môi trường bình thường này. Còn nếu ban đêm thì sẽ có cảm biến hồng ngoại này. Góc quan sát thì là tức là góc quan sát là 89 độ, nhưng nó còn có thể xoay ngang 360 độ này nữa. Đấy, tức là nó có thể xoay ngang này, nhèo nhèo này, đấy. Và xoay dọc 100 độ, tức là ngửa lên ngửa xuống này. Góc 89 độ ấy, tức là cái góc nó sẽ nhìn như này, anh em hiểu không? Một góc 89 độ như này, nhưng nó có thể xoay để nhìn được các góc khác.
Mình khá là thích cái điểm này bởi vì là nếu mà anh em nhìn nhiều loại cam ấy, nó sẽ bị là lens fish eye, tức là lens mắt cá. Nó sẽ nhìn trông rất là bị kiểu cong ấy và rất cực kỳ là khó nhìn ai ở trên đấy, ai làm gì, hiểu không? Và một con có một cái góc thẳng như này thì nó sẽ đơn giản hơn một chút. Thẻ nhớ đây, đúng không? Hỗ trợ tối đa là 256 này, nhận diện khuôn mặt chuyển động này, cảnh báo người lạ này, có âm thanh loa ngoài và mic này. Nhiệt độ cho phép thì từ 0-40 độ, thì đất Việt Nam ta cũng dùng khoảng tầm 0-40 độ như thế. Vị trí dụng là trong nhà, tức là có vẻ nhà em này không có weather seal này, tức là không có chống của thời tiết ấy, tức là chống ẩm, chống nước các thứ kiểu IP, Apple các thứ. Kết nối wifi thì dùng là 2.4, 8 wifi 3.4 như thế đấy, 2.4 này, và ngôn ngữ thì có tiếng Việt, tiếng Anh. Nguồn thì rất là đơn giản thôi, dùng nguồn 5V và 1.5A. Bây giờ, nếu mà muốn anh em sử dụng nhá, thì hãy phải quét cái QR code đây và tải app vào. Đồng thời cũng phải cắm cái này để lấy nguồn nữa. Cái này thì chắc chắn rồi. Giá mà nó làm bằng USB-C nhỉ, thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Bởi vì bây giờ rất nhiều thiết bị làm bằng USB-C. Bây giờ mình cắm vào này. Sao nó không bắt đầu cái sequence kết nối của nó đi nhỉ? À đây, nó đang xoay, nó đang xoay. Xoay. Nhưng mà nó hình như nó bị khựng lại ở đây, nó đang cố gắng quay xoay 360 độ nhưng nó đang bị khựng lại ở cái nấc của nó đây. Đây, nó ngửa ra này để cho anh em thấy được là có cái thẻ nhớ khe kiểu này. Nó đang xoay khá là cháy. Ok. Thế bây giờ hãy cùng xem là các tính năng nó như nào nhá. Hiện tại nó đang đèn xanh đèn đỏ này. Và có một cái điều ấy mà mình cần anh em lưu ý là khi mà anh em kết nối với cái máy này thì anh em bắt buộc là phải yêu cầu, nếu mà mua lại nhá, anh em bắt buộc phải yêu cầu chủ cũ gỡ kết nối khỏi app Hanet Connect của họ đi thì mới có thể kết nối được. Bởi vì mình cũng thử, tại vì đây là mình mượn của một anh kỹ thuật thôi, thì cái cam này ấy, nó bị vấn đề là nếu mà anh em cái chủ cũ mà chưa ngắt kết nối với cả con cam này thì anh em không thể nào mà kết nối được với app của mình. Bây giờ thì hãy cùng mình gọi là quét cái QR và tải app về nhá. Thì bây giờ mình vào app Hanet Connect nhá. Đây, hiện tại đây là app ở đây. Bây giờ để có thể kết nối được mình sẽ phải là add device này. Rồi tiếp theo này, start camera nha, nó bảo là start camera này, khi nào đèn sáng này thì hãy scan QR code. Và nằm bên dưới đây, đã có QR code rồi, có thể trực tiếp quay xuống đây và cast scan này. Allow này, scan. Đấy, ok luôn. Đấy, wifi name thì bây giờ mình sẽ phải dùng wifi media này. Cái này nó khá là không được cháy lắm, bởi vì anh em phải tự đặt tên, phải tự ghi tên wifi và tự ghi tên password. Và từ đó sẽ gửi cái password đấy, gửi cái wifi đấy đến con này, chứ không phải theo kiểu như là scan wifi kết nối bình thường như là anh em dùng trên điện thoại. Đấy, xong nó sẽ tiếp tục. Cái này đây, như nó đã ghi ở đây này, nó ghi ở đây là phiên bản camera của Hanet Home chỉ hỗ trợ là wifi 2.4. Thế nên là anh em nếu mà dùng các cục wifi mà cao cấp một chút ấy, hãy tạo ra cho mình một cái wifi là wifi kiểu như là đồ gia dụng ấy, kiểu thế, để những cái thiết bị như thế kết nối với cả wifi 2.4 nhá. Rồi, tiếp tục này. Bật loa luôn. Ủa. Tức là nó đây, tức là nó sẽ sử dụng cái âm thanh để cái con cam này có thể nghe và kết nối được. Đây, còn có cả kết nối QR code nữa. Thì nó sẽ yêu cầu là mình phải để như này này. Đó, để ra xa thì này, 30-40 cm. Đang cấu hình mạng. Đang cấu hình mạng rồi. Cấu hình mạng thất bại. Đấy. Chắc là tại cái cục nó đang xa với cục wifi trong kia. Đây rồi, ok luôn. Ok luôn anh em ơi. Rồi, ok. Vậy là đã hoàn tất rồi anh em ơi. Bây giờ là đang, theo như mình thấy thì đây là nó đang kết nối rồi. Đây rồi anh em ơi. Yo, what's up. Đây, để mình có thể chỉnh nhá. Thì trong này đây có rất là nhiều tính năng hay ho. Thì nó sẽ có một cái, đó chính là cái tính năng Rotate 360. Tức là anh em bấm vào đây này, anh có thể ngửa này. Chào, what's up? Đấy, nó sẽ AI nhận mặt anh em ạ. Nó sẽ bảo là đây, ví dụ như mình đang ghi ở đây là stranger, tức là người lạ mà không quen ấy. Thì cái này sẽ giúp anh em có thể theo dõi được xem là ai là người lạ, ai là người quen. Cái con cam này có thể nhận được lên tới là 15 khuôn mặt để biết được rằng là đâu là người nhà của mình, đâu là người quen của mình và đâu là người lạ, không? Thế, và để xem là nó có theo mặt không? Hello, không nhỉ? Đâu? Theo mình biết thì nó có tính năng nữa là theo dõi người lạ nữa, nhưng mình đang chưa thấy nó hoạt động. Không có rồi. Nhưng mà mình có thể chỉnh tay được thoải mái này. Đấy. Cái này thì rất hợp lý, bởi vì một căn phòng anh em mà quá rộng ấy
thì anh em vẫn muốn check kiểu ví dụ như là góc bên này của căn phòng, góc bên kia của căn phòng, và con cao này có thể giúp anh em xoay 360 độ thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể chỉnh tốc độ xoay này. À, đây rồi, rotate by subject rồi. Đây. Đấy. Đây. Ui, đây. Ui, hay thế nhá. Đồ. Xin chào anh Mạnh Kiên. Đấy, nó sẽ theo không? Đấy, thế nên là nó sẽ theo không? Đấy, đằng sau camera kìa, cameraman. Đấy, rất hay. Rất hấp dẫn. Nào, quay về tao. Lên. Nó quay lên, nó ngửa lên. Unknown Stranger đúng không? Thế, xong rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ có này playback này để anh em có thể nhìn thấy này. Ví dụ như là ở đây nó ghi là quay được 60 giây là sẽ có quay được phần nào ạ? Nó sẽ AI nhận mặt. Đấy, nó sẽ bảo là đây, ví dụ như mình đang ghi. Cái em này thì sẽ còn có cả cái mic thu âm nữa và đồng thời có cả đối thoại hai chiều. Ví dụ như là những bà mẹ đang cần nói chuyện với con mà con không kiểu con khóc các thứ kiểu ấy mà muốn nghe tiếng mẹ thì chắc chắn là sẽ vẫn dùng được nhá. Để ví dụ này, anh em nhìn mình như này. Sao? Sao này. Bây giờ mình add thử tên người vào nhá. Add face ID này, mình tên là Hoàng này. Đấy. Hoàng. Ok. Hoàng này. Family member này. Mail này. Thế thôi. Add. Rồi. Hai cụ. Thêm một nhân vật nữa đây. Thêm Mạnh Kiên này. Nhìn trông mặt rất là bố đời à. Mặt rất kiểu đánh nhau không. Nào xem bây giờ nó có theo dõi mặt mình không nhá. Đó, mặt người này, cái sketch. Chắc vẫn nhận được Stranger nhỉ. À đây Hoàng. Đó. Đã nhận thấy Hoàng không? Xong nó sẽ thông báo ở đây. Đấy, Hoàng check-in. Đấy. Rất hay, rất hấp dẫn. Và nó quay đến hướng mặt trời rồi, rất tuyệt vời. Và khi mà nó biết là mình là người nhà đúng không? Nó sẽ không theo mình nữa. Nhưng mà nếu mà là kiểu người lạ ấy, thì nó sẽ vẫn theo đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có những tính năng ví dụ như là IR infrared này, tức là infrared đang turn off, nếu mà tắt đèn đi thì sẽ bị như thế. Anh Kiên thử tắt cái đèn này xem cái. Tắt hết một phát dầu cô ra. Rồi, đây gần như có thể gọi là hoàn toàn tối hẳn ở đây. Anh em chắc chắn là trên cam này còn đang nhìn thấy mình lờ mờ đúng không? Đang nhìn lờ mờ thôi. Đang lờ mờ thôi. Đấy. Nói thẳng là không nhìn gì đúng không? Nhưng mà ở trên con cam đây nó vẫn đang nhìn mình dữ dội này, nó nhìn thấy mình nét từng lỗ chân lông của mình rồi. Đấy, và bên trên này nó sẽ có những cái đèn IR này. Đấy, anh em nhìn thấy góc cam top chưa? Đấy, nó sẽ có những cái đèn IR ở đây để cho nó có thể chiếu được và phát hiện. Đấy, nó vẫn phát hiện ra Nguyễn Văn Hoàng luôn. Thế em có phát hiện ra Mạnh Kiên không? Yo. Đấy, nó vẫn đã Kiên ấy. Đấy, rất bình thường, rất ok luôn. Vậy tức là đã hoàn thiện được cái đó, chính là thứ nhất là nét, mình thấy khá là nét. Thứ hai là nó sáng và tối nữa. Rồi, bây giờ cho đèn up nào. Rồi, như anh em thấy đấy thì nó đã hoàn thiện được cái tính năng yêu cầu đúng không? Nó quality 2K này. Rồi sẽ còn nhìn được cả người ngoài trong cả tối lẫn cả sáng này, thoải mái luôn này. Tiếp theo nữa này thì sẽ còn có, ví dụ bởi vì nhá, rất là nhiều anh em không để cam như này, mà nhiều anh em để cam như này. Thế nó sẽ còn có tính năng rotate screen nữa để cho đúng chiều. Đấy, chiều chuẩn luôn. Nhưng mà nếu mà để như này thì nó sẽ bị chiếu vào mặt mình kiểu này, mình sẽ lộn ngược lại. Recognition level này sẽ có, tức là các setting để nhận diện mặt này, và bounding box nữa, tức là nó sẽ đóng khung mặt và người. Đấy, mình có thể chọn là face mask hoặc là body, thì cái này nó sẽ nhận diện AI, tức là nó nhận diện qua cả khẩu trang luôn. Đây mình xem mặt này. Nó vẫn nhận là family, nhưng mà nó không nhận là ai. À đây, nó lên Hoàng rồi và nó đang xác định mình là 109 tuổi. Ok, rất trái. Oh, ok, vậy là những cái tính năng cơ bản của cái con cam này phục vụ như thế rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có này, wifi này, storage này, tức là các chứa ở đâu này. Nhưng mà hiện tại đã không có một cái thẻ nhớ nào trong này để có thể lưu trữ. Nó đang lưu trữ tạm thời ở bên trên ở đây. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ còn có, đó chính là những cái tính năng VIP hơn một chút của con cam này. Nếu mà anh em sử dụng những cái tính năng VIP này, ví dụ như mình dùng VIP này, housekeeping mode này. Đây, housekeeping mode là housekeeping area, là những khu vực xung quanh cửa này. Camera sẽ tập trung vào nhìn cửa thôi. Khi nhìn thấy một nhân vật, một người lạ xuất hiện ở trước cửa ở khu vực đấy thì camera sẽ kêu được một tiếng lên, là ông kiểu là tiếng xin chào quý vị và các bạn, hoặc là ó e, hoặc là gửi một cái tín hiệu tới là đang có người lạ đến cái điện thoại mà chứa cái Hanet Connect này. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ có, nếu mà có người nhà ở chiếc camera
thì nó sẽ không, nếu mà có người nhà đi cùng một người lạ thì cái người lạ đấy sẽ được coi là khách, và nó sẽ không kêu gì cả, nó sẽ không báo gì hết, nó sẽ chỉ nó cũng không kêu là hello, nó không kêu là cảnh báo hay gì hết, nên là cũng khá là hay. Một cái con camera AI này cũng khá là chất. Đấy, vẫn đang nhìn thấy mình đây. Hai security này thì sẽ có là vẫn là khu vực trong đấy thôi, housekeeping area tức là khu vực của nhà. Cái notification này khá là hay bởi vì anh em có thể vào web, anh em có thể biết được rằng là ok có ai xuất hiện mà không cần phải check cái web này, check cái app này. Tức là có người xuất hiện đến là cái con cam này sẽ tự gửi cái thông báo tới máy điện thoại anh em luôn, dù là Android hay là dù là Apple. Đấy, thì sẽ giúp cho anh em có thể biết được là có người nào đang xuất hiện và từ đấy có thể tạo ra những biện pháp để đề phòng. Cái anh em phải hiểu là một con camera ấy nó không phải là một cái thiết bị bảo vệ hoàn toàn mà nó là như kiểu là một cái phòng chống ấy, anh em hiểu không? Tức là cái việc mà một ví dụ một thằng trộm hay một ai đó nhìn thấy camera nó sẽ sợ hơn rất là nhiều so với cả không nhìn thấy một cái camera nào, và đặc biệt là con camera này nó còn nói chuyện hai chiều cơ. Đây là mình thử nói chuyện hai chiều của nó nhá. Nó sẽ có này, sẽ có một nút, đó chính là nút loa. Đấy. Buồn. Nên là phải tách xa này ra chút. Bro. Ok, đấy. Còn nếu mà mình thích thì mình có thể nói ngược lại trên cái cam này. Đấy, có sẽ có một cái nút kiểu microphone này này, bảo là access microphone only this time. Hơi nhỏ anh em ạ. Nó không to lắm, nhưng mà được cái là cái thu âm của cái này cực kỳ là cháy, nên là mình cũng đánh giá cao của thu âm này. Đấy, mở to ra này, các thứ kiểu này, và có thể playback này. Đấy, mọi thứ rất là mượt mà và êm dịu luôn. Nói chung, với những cái tính năng, mình biết rằng giá con cam là nó hơi cao một chút, nhưng mà mình cảm thấy rằng với những tính năng và với cái app của nó ấy, thì mình đánh giá nó là một chiếc cam khá là cháy. Bây giờ thì hãy cùng mình lắp đặt con cam này nhá. Hiện tại bây giờ thì mình đang đứng ở trước cái gọi là studio cho mình đây. Và đây mình có gọi một anh kỹ thuật viên lắp cam cho mình. Ok, em xin nhá. Đây thì mình vừa xuất kho một em cam ở trong kho ra mới toanh anh nhỉ. Đây, vừa mới toanh lấy ra đây. Thì có một vài điều mình lầm lỡ một chút là cái hộp kia là cái hộp mượn của các anh ý, thì nó đang thiếu một vài đồ. Trong này còn gì nữa anh giới thiệu? Trong này thì nó có một cái dây sạc micro, okay. Micro USB và một cục nguồn 5V. Cục nguồn 5V. Một cái chân đế. Chân đế và túi nở vít. Túi vít. Ok. Cái hộp lúc nãy của em đã không có cái này. Thế em cứ tưởng là không có. Thế bây giờ mở ra nó đặt anh nhỉ. Ok. Thế bây giờ mình muốn là kiểm soát ra vào để mình chấm công trong cái tức là studio. người ra người vào studio đây. Okay. Thì em định là lắp ở bên trên góc trên này. Đấy, góc okay. Trên này được anh, góc trên này được không? Hay là góc anh trên đấy cũng được. Ok. Cái chỗ đấy là cũng khá là đẹp rồi. Vâng, đúng rồi, góc trên đấy mà em thấy cũng khá gần với cả nguồn điện thì cũng có vẻ là được. Ok, để lắp. Được. Thế thì mình cứ lắp ở đây cho các bạn xem như nào nhá. Ok. Tại vì anh em ạ, đây này, anh em phải nhìn nhá, con này nó sẽ có cái phần đây. Nó sẽ có cái phần plate trên này đúng không? Tức là anh em có thể xoáy vào phần đít của cái con cam này. Nhưng bây giờ thì có nhiều nhà người ta sẽ không có kiểu, tức là tường có thể là, đây là thạch cao không nói gì rồi. Nhưng mà nhiều nhà có dùng là tường bằng gạch cục hay gì, nói chung là như thế. Thì họ sẽ rất là khó để có thể khoan lên, họ phải có một cái khoan rất là khủng để có thể lên đấy được. Thì con này theo như anh bảo là có thể dám bao giờ được. Tính ra con này cũng không không động. Nếu mà so với cân nặng, so với những con bình thường thì con này nặng hơn các con khác nhiều không anh? Con này quá bình thường. Con này quá bình thường. Là nó về cái dòng cam thì con này là nhẹ. Và nhẹ. Có nhiều con nó cũng sẽ nặng hơn đấy. Những con nặng như thế là nó là cảm biến khủng hơn hay là như nào anh? Con này nặng thì nó sẽ có tích hợp nhiều cái chức năng hơn. Như các thứ con này thì của bên hãng của mình thì nó đa phần là chấm công, nhưng mà về các tính năng thì nó đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi. Cái này thì ở đây là dùng cái cục nguồn có sẵn, giống như mấy cục nguồn sạc điện thoại của anh em ấy. Đấy, mấy cục nguồn đấy thì nó cũng khá đơn giản để lắp đặt thôi. Nhưng mà như thế này thì là tức là nếu mà em lắp ở nhà là em phải nối một cái dây điện lên này anh. Đúng rồi, mình
Bình thường như cái con cam ở đây ấy, thì là sẽ phải có dùng cái bộ chuyển đổi là cái cục cùng nguồn như đây này, cái cục nguồn như này là bộ chuyển đổi adapter, là từ 220 sang 5V. 5V đúng rồi. Thì bắt buộc là mình phải cắm ở nguồn điện 220 rồi. Thì nếu mà trong những cái trường hợp mà như ở công ty các thứ thì chắc chắn là phải đi dây điện theo. Và những cái chỗ nào ví dụ như con này thì nó có tính năng là bắt wifi rồi. Thì những chỗ nào mà nó không thể bắt được wifi thì bắt buộc mình có đi dây mạng, thì ở đây nó sẽ đã có cổng mạng sẵn rồi. Vâng. Đấy thì vừa đi trong cái lúc mà mình đi dây mạng thì mình có thể đi dây điện theo. Đấy là chắc chắn là sẽ tiện và mình đi cái dây điện. Đơn giản, làm việc đơn giản hơn. Ok, thế anh okay, chỉ khai lắp đặt. Và cầm giúp mình con này. Okay, đây, bên quay tập trung của anh lắp nha. Anh quay về góc này hơn này. Anh quay về góc này hơn này. Không đợi, không đợi, ui. Đơn giản mà. Cái này thì rất là nhanh thôi. Mình chỉ có cái vấn đề mà chạy điện. Nhưng mà các bạn là lắp thì bình thường như khách hàng các lắp thì nó sẽ vào lắp gần những vị trí ổ điện thì rất là dễ. Cái dây điện này nó dài 3 mét rồi. Thế là thành ra là cái vị trí cắm cũng rất đơn giản thôi. Đấy, thì cũng một phần là tại vì đây là cái trần thạch cao nó lấy lên được nữa. Chứ rồi. Nếu mà là trần thạch cao gia đình thì hơi khó một chút rồi nhỉ. Đúng rồi, cái kia thì nó sẽ phải khoan nữa, khoan để bằng bắt vít thì cho nó chắc chắn. Okay. Nhưng mà không, vẫn vấn đề là mình vừa nãy cũng đã nói rồi là nó cũng có thể là dán được mà. Dán được mà. Nên là thành ra là đơn giản thôi, lắp rất là đơn giản. Cái quá trình của anh lắp đơn giản là anh chỉ có đủ một cái lỗ này, chuyển cái dây qua này, xong rồi anh khoan mấy cái lỗ lên này, anh khoan cái plate lên này, xong rồi anh gắn cái cam vào, đã xong rồi. Đấy. Thế thì bây giờ hãy cùng mình thử check xem là con cam được hoạt động ra nhá. Nào, sẽ bạn đi thẳng nào. Nhà xong tôi nhận máy kia. Máy kia đã nhận này. Ăn nôn, homie nhận này. Đấy, ăn nôn là sao đây này. Đấy, ok rồi. Dính mặt là xem là chi chỉ nó một cái dính gần rồi thì nó nhiều rồi. Đấy chưa nè. Hoàng à đấy. Vậy là chiếc cam này khá là cháy đúng không anh em? Như anh em vừa gọi là xem được cái footage của mình quay mọi người đi ra đi vào ấy. Hôm qua thì mình chấm công phát rồi mình quên mất là mình không chấm công. Nên là mình cũng check quả cam luôn. Mặc dù mình ở nhà khá hay, khá tiện. Thì bây giờ mình tháo con cam ra rồi và chuẩn bị đem về nhà lắp. Còn cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.